Dừa Việt Nam không hề thua kém dừa Thái Lan bởi giống dừa trăm trái nhất con vịt này. Dừa xiêm dây vàng hay còn có cái tên mộc mạc khác là dừa ẻo vàng, dừa đùn là đặc sản của vùng miền Tây sông nước. Không chỉ thú vị bởi cái tên, giống dừa ẻo vàng này còn có nhiều điểm độc đáo lắm đấy. Kích thước trái chỉ to hơn lòng bàn tay một chút nhưng nước rất nhiều, vị nước ngọt lím, không hề thua kém bất kỳ người anh em nào trong họ nhà dừa. Cơm dừa ẻo mỏng vừa ăn thấm vị ngọt từ nước, đây cũng là điểm đặc trưng riêng của giống này. Dừa ẻo vàng khi trưởng thành chỉ cao khoảng 1m đến 1m5, thậm chí có cây cao ngang với đứa trẻ đã có thể đổ buông. Bởi vì chiều cao khiêm tốn này cho nên dừa ẻo vàng là giống dừa duy nhất trồng chậu và cho trái tốt. Nhà mình muốn trồng dừa sân thượng nhưng mà sợ cây cao đón gió thì nên chọn giống dừa này nghe. Dừa ẻo vàng đổ buông cả trăm trái đang xen khít nhau, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng, mang ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt đẹp cho gia chủ. Vườn Hoàng Long Farm của Yến là nơi trực tiếp sản xuất giống nên luôn đảm bảo chất lượng. Mọi người có an tâm đến giống dừa này sẽ nhắn ngay cho shop nghen. Shop luôn tư vấn chi tiết, gửi hình cây thực tế, mọi người được kiểm tra cây trước khi nhận hàng và hỗ trợ tư vấn lâu dài trong suốt quá trình trồng cây.